Minh Sương xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng đến với chương trình Kiếp Bất Ngờ và được phát sóng định kỳ vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, đây là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Và ngày hôm nay rất hồi hộp chờ đợi xem sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đặc biệt là ai. Xin mời. Hay là đôi ta hẹn biết được không? Làm lại chứ. Hay là đôi ta. Cái này là nó hơi nhạt rồi. Khúc này nó nhạt rồi. Lần một, lần hai là nhạt liền ngay lập tức. Mà lẽ ra nó không nhạt, nhờ em nhấn nó mới nhạt. Em xin lỗi anh rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có sự xuất hiện của ba vị khách mời là những tráng sĩ rất lực lưỡng, trẻ khỏe, điển trai và tài năng. Đầu tiên, Nguyên Bảo, xin mời. Nguyên Bảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và rất vui vì ngày hôm nay gặp lại Minh Tù cùng với hai bạn chơi của mình. Và cũng hy vọng là mỗi lần mà đi chơi game như vậy thì mình cũng phải là người chiến thắng và chơi tới cuối cùng. Sự xuất hiện tiếp theo sẽ là một đối thủ cạnh tranh với cái tài ăn nói ngang ngửa không kém Nguyên Bảo ngày hôm nay. Xin được MC Hải Trương. Hải Trương xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hải Trương rất là vui khi ngày hôm nay gặp gỡ hai bạn chơi của Hải Trương. Hải Trương nghĩ rằng là mình sẽ nỗ lực cố gắng để mang phần thưởng về cho chính bản thân của mình. Không phải cái miếng của mình mà đưa cái tay từ bên đây qua bên đây là sao? Của mình là sao? Có nghĩa là lặp lại những ký ức đã qua trong những thập niên 70, 80 rồi. Đúng, có nghĩa là mình sẽ quay trở lại với nguồn ký ức của mình để xem sự giới thiệu cuối cùng ngày hôm nay có những cái nét ấn tượng và duyên dáng nào. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị diễn viên trẻ Truyền Vòng Thân Đông đất Việt, Bảo Chu. Dạ, rất ngắn gọn thôi à. Vì hai bạn kế bên nói rất nhiều, nói rất hay à. Mình nói dở nên nói ngắn gọn. Em đang nói rất đã dài, quá dài rồi đó. Đã đủ một câu. Bảo Chu. Và bây giờ ba người chơi đã rất là nhiều năng lượng, chúng ta sẽ đến ngay vòng thi đấu thứ nhất với tên gọi Ký ức ùa về. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu khởi động đầu tiên với tên gọi là Ký ức ùa về. Vòng 1 có tất cả 6 hình ảnh được gợi nhớ ký ức dành cho 3 người chơi. Mỗi người chơi sẽ là chủ nhân của 2 hình ảnh. Sẽ có 6 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến những hình ảnh đó để người chơi cùng nhau trả lời. Thời gian để người chơi vừa lắng nghe câu hỏi vừa đưa ra đáp án là 30 giây. Mỗi đáp án chính xác, người chơi sẽ nhận được 1 triệu đồng. Riêng chủ nhân của hình ảnh đó sẽ nhận được 2 triệu đồng. Kết thúc 6 câu hỏi, người chơi có số tiền thưởng thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Quý vị thân mến, ba người chơi sẽ bắt đầu bước vào cuộc đấu này. Không biết bức hình đầu tiên sẽ thuộc về ai. Xin mời ạ. Xin mời chủ nhân của bức hình ạ. Vâng ạ, tôi đây ạ. Cái khẩu hình miệng này là sai mấy ạ? Khó gì vậy? Mà phải nói công nhận sao lúc nào cái miệng nó cũng không bao giờ đàng hoàng. Chụp bất kỳ tấm hình nào không giờ cái miệng mà nó dừng ở cái chỗ mà cười đẹp hết á. Rồi, 30 giây câu hỏi bắt đầu. Tại cuộc thi hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc 2009, nghệ sĩ Trung Dân đã giành được huy chương gì? A. Huy chương vàng, B. Huy chương bạc và C. Huy chương đồng. 2009 nha, cũng khá lâu rồi. Có mười mấy năm chứ nhiêu. Và hết thời gian, xin mời đáp án của ba người chơi. 2A, 1B. Bảo Chu, đây là bức hình em vào vai chung với chú Trung Dân. Thế thì em có hay trò chuyện với chú và có biết được thông tin không? Nói mà về những cái mà chú chia sẻ thì thực sự ra chỉ là những câu chuyện hài thôi. Sau những lần mà mình làm việc mệt mỏi thì chú chỉ kể cười rất là sảng khoái. Đáp án này chỉ có một thôi. Trong cuộc thi hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc 2009, đó chính là đáp án A, huy chương vàng. Chúng ta sẽ đến với bức hình gợi ý tiếp theo. Wow, anh nghĩ đây là một ký ức đẹp. Chương trình này được em quay, em được ghi hình vào năm 2018. Em dẫn chương trình liên quan về hành trình kết nối yêu thương Việt Nam đi trải dài 63 tỉnh thành phố. Và 30 giây câu hỏi của chương trình là: MC Thảo Vân từng là ca sĩ trong ban nhạc nào sau đây? A. Hoa Sữa, B. Hoa Ban, C. Hoa Hướng Dương. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Xong rồi ạ. Ủa? Không cần dạ, à. Xong rồi ạ. Chị bấm chưa? Dạ em bấm rồi ạ. Bảo bấm chưa? Em xong rồi. Dạ, bỏ thời gian giùm em. Ok. Ba người chơi đã hoàn thành xong đáp án của mình. Xin mời.
Dạ ba đáp án nha. Dạ, ai chọn hoa sữa giải thích đi. Chị Vân ở Hà Nội, mùi hoa sữa Hà Nội quá tuyệt vời. Đi trên đường có thể nghe được cái mùi hoa sữa nồng nàn. Em có biết hát bài nào về hoa sữa không? À, hát là coi như gãy chương trình. Hoa sữa cũng là đáp án chính xác luôn. Chúc riêng Bảo Chu sẽ có hơn 1 triệu nữa. 2 triệu tiếc quá, câu này mình không trả lời đúng. Mặc dù hình của mình không có 2 triệu nha. Yeah. Ok. Cố lên nào. Và bây giờ sẽ là bức hình tiếp theo. Trời ơi. Không, em nghĩ là đây là một cái khoảnh khắc nó chân thật. Ôi dạ, có một cái gì đó nó linh tính ngay từ đầu rồi thật sự á. Mình nói xấu mình. Đám cưới về trên đường quê. Trên đường quê. Cho hỏi nhỏ là lúc này là bao nhiêu ký ạ? Thật sự là lúc này hả? Lúc này là... Lúc này Bảo đang là sinh viên của trường sáng có điện ảnh. Câu hỏi 30 giây bắt đầu. Chủ đề của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 có tên là gì? A. Xuân quê hương ấm tình. Ủa? Nhân ái. B. Văn minh hiện đại nghĩa tình. Và C. Thành phố Hồ Chí Minh vững tin tiến bước. Tại có liên quan tới hoa đó mọi người. Sắp hết giờ ạ. Mời đáp án A, C và C. Bảo, vì sao lựa chọn A? Em nghĩ là tại vì khi lúc đó mình trải qua một cái thời điểm phải nói là dịch bệnh trước đó. Đau khổ. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm là cần cho đi cái sự sẻ chia, cái sự yêu thương nhiều hơn. Và em nghĩ đó cũng là một cái chủ đề để tri ân. Hay quá. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là phương án A. Vì đây là bức hình của Bảo cho nên riêng Bảo có 2 triệu đồng. Chúc mừng em. Câu hỏi tiếp theo của chương trình, xin mời. Trời ơi, cái này là lúc đó là Bảo Chu còn học bên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Thì cái ngày bước vô trường đầu tiên là ấn tượng ngay cái miệng của Bảo Chu. Làm cái gì cũng chu anh ơi. Mà rất là hay chu, giống như là tạo điểm nhấn luôn á. Thì đây là một cái chương trình của trường là chào đón tân sinh viên. Thì đây là những cái hình ảnh của những cái bạn mà học bên khoa mỹ thuật. Họ làm cái là đồ handmade. Để họ làm, để họ bán, họ quyên góp tiền cho học sinh nghèo khó khăn. Xin mời 30 giây, bắt đầu. Gấu trúc được chọn làm biểu tượng của tổ chức nào? A. NWF, Liên đoàn Động vật Hoang dã Quốc gia. B. PETA, Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật. C. WWF, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên. Và hết giờ. Xin mời đáp án của ba người chơi. ABC. Vì sao lựa chọn C? Mời Bảo. Tại vì đa phần thì mình nó sẽ có một cái tầm nhìn chung nó bao quát hơn. Thường là sẽ bảo tồn tất cả những cái loài động vật nào mà nó hoang dã. Và đáp án của chương trình đó chính là phương án C. Nguyễn Bảo, chính xác câu này, bạn có 1 triệu đồng. Chúng ta sẽ đến với bức hình tiếp theo nhé. Hỏi tên nè. Đây không, là một... hỏi về địa danh. Và đây là một cái khoảnh khắc mà em được đi trải nghiệm lần đầu tiên đi máy bay và đến với Hội An, Huế, Đà Nẵng. Và đây là một cái tấm hình em rất là cực khổ để chụp được nó luôn. Là do em đi một mình. Không? Vì thế là em phải đứng đó đợi rất rất là nhiều người du lịch đi ngang để chụp chừng nào có một tấm hình ưng ý thì thôi. Câu hỏi của chương trình với 30 giây là Chùa Cầu Hội An xuất hiện trên tiền mệnh giá bao nhiêu của Việt Nam? Quên A. 10.000 đồng. B. 20.000 đồng. Và C. 50.000 đồng. Tôi về nhé. Bạn ơi tôi về nhé. Ráng lên tôi. Dạ ok ạ. À. Và hết giờ. Xin mời đáp án của ba người chơi. 2A, 1B. Thế mà không biết là Bảo có muốn chia sẻ về cái thông tin vì sao lựa chọn B không ạ? Tại vì trên Facebook á, khi mà mình lướt ở trên đó thì mọi người bây giờ có những cái bay, mọi người sẽ hoài niệm về những cái tờ tiền cũ và họ sẽ đăng từng tấm 200 đồng, 500 đồng, 10.000 đồng. Và em nhớ là vô tình em có lướt qua rồi và ký ức của mình thì nó chỉ nhớ mãi mãi như vậy thôi. Phân chứ cái này thì giữa 10 và 20. Đúng rồi, đúng rồi, nên em không có nhớ chính xác lắm. Tuyệt vời. Và đáp án của chương trình là B. Chết luôn rồi nè. Và với câu hỏi này, người có thêm 1 triệu nữa đó chính là Nguyên Bảo. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ đến với bức hình cuối cùng ngày hôm nay. Xin mời. Đâu? Đó. Cái thời điểm này tầm năm 2017, 2018 khoảng đó. Đó Bảo diễn, Phát là người dẫn chương trình. Và bên đây là anh Âu Make Up. Và câu hỏi của chúng ta là bộ phim Sông Lan có sự tham gia của nam diễn viên Liên Bình Phát có nội dung xoay quanh loại hình nghệ thuật nào? A. Đơn ca tài tử. B. Hát bội. Và C. Cải lương. Hơi phân vân tại vì nó gần nhau. Chắc chắn luôn. Nó là gần chứ cũng không gần lắm đâu. Ừ. Thật ra là phải phân tích rất là nhiều.
Chỉ còn 5 giây để trả lời thôi. Sai rồi ạ. Thời gian đã hết và bây giờ sẽ là đáp án của ba người chơi. À, cả ba đều là C à. Bảo Chu, tại sao lựa chọn C em? À, Bảo Chu có đi xem bộ phim này. Mà cải lương á thì nó khác xa với hát bội. Khác xa ở cái chỗ là hát bội thì họ sẽ biểu diễn và họ làm mặt, là mặt tuồng. Đó, và những cái bộ, những cái dáng và cái cách hát nó sẽ khác hoàn toàn với cải lương. Dạ, quá nhiều sự tự tin ở đây vì đáp án chính xác của chương trình đó chính là C, cải lương. Chúc mừng các bạn. Và với sự lựa chọn hoàn toàn chính xác thì cả ba người chơi đều có tiền thưởng. Riêng bức hình của Bảo, em sẽ có 2 triệu cho bản thân mình với câu này. Chúc mừng. Và kết thúc vòng thi đấu thứ nhất, chúng ta sẽ tổng kết điểm số như sau. Hải Triều, em có nhiêu tiền? Em có 1 triệu á. Chúc mừng em, đúng 1 triệu đâu. Có nghĩa là em đủ tiền xe em đi về rồi đó. Bảo Chu, bạn có 4 triệu. Wow, nhiều vậy ạ. Và Nguyên Bảo, em có 7 triệu đó. À thì Triều ơi, dạ, giờ chia tay đã đến. Thật ra thì em nghĩ rằng là với cái khối lượng kiến thức của em á thì em không có đủ làm việc và thi cử ở đây, nên em quyết định là em dừng cuộc chơi. Không, không, không. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều và hy vọng là quý vị khán giả vẫn yêu mến Triều. Mặc dù là Triều đi về trước rồi nhưng đừng có chuyển kênh nha. Hai anh của Triều là Bảo Chu với lại Nguyên Bảo sẽ thi rất là tốt và chia sẻ những cái khối lượng kiến thức dành cho tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại Triều trong những cái show diễn tiếp theo. Và ngày hôm nay chúc mừng cho Bảo Chu cùng với Nguyên Bảo, chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình tên gọi là Ngày Này Năm Xưa. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu thứ hai với tên gọi Ngày Này Năm Xưa dành cho Bảo Chu và Lê Nguyên Bảo. Vòng 2 sẽ có tất cả 4 lượt xen kẽ. Mỗi người chơi sẽ được chọn 2 trong số 4 hình ảnh được gợi nhớ ký ức mà chương trình cung cấp. Người chơi sẽ phải trả lời những câu hỏi mở tương ứng với hình ảnh đó. Thời gian để chủ nhân của hình ảnh đó vừa lắng nghe câu hỏi vừa đưa ra đáp án là 45 giây. Nếu chủ nhân của hình ảnh đó trả lời chính xác sẽ nhận được 2 triệu đồng. Nếu chủ nhân của hình ảnh đó trả lời chưa chính xác thì đối thủ sẽ có cơ hội giành lấy 2 triệu đồng từ chủ nhân của hình ảnh đó. Thời gian để đối thủ đưa ra đáp án là 15 giây. Nếu đối thủ trả lời chính xác, sẽ nhận được 2 triệu đồng từ ngân hàng tiền thưởng của chủ nhân hình ảnh đó. Nếu trả lời sai, cả hai đều không bị trừ tiền. Kết thúc 4 câu hỏi, người chơi có số tiền thưởng cao nhất sẽ chính thức bước vào vòng 3 của chương trình. Hiện tại thì quyền trả lời trước là thuộc về Bảo, bởi vì em đang có số tiền thưởng cao hơn. Dạ, tình bạn trên 10 năm rồi, mình nhường cho bạn nha. Bạn mới khoe cái tình bạn của mình trên 10 năm. Xin nhận ân tình đó. Rồi, vâng. Bạn trước sau thì cũng tới tôi thôi. Và sau đây sẽ là 4 bức hình gửi của Bảo Chu. Ôi dồi. Trời ơi. Hóa thân nhiều nhân vật phết nha. Ủa vậy hả? Bán vé số đóng cho mỗi kịch Tết. Lúc này là mình đi Sapa đẹp quá, mùa tháng 12. Mưa, mù tịt không thấy gì hết. Rồi lúc này là đi quay chương trình xuân đúng không? Cái này là làm chương trình cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Cái này là trích đoạn kịch nước ngoài. Thế thì trong 4 bức hình này thì cái kỷ niệm nào là ấn tượng nhất với Bảo Chu nè? Ấn tượng nhất thì Bảo Chu vẫn chọn cái vai Jack Sparrow. Rồi, sẵn sàng nhớ. Và bây giờ 45 giây dành cho câu hỏi đến từ Bảo Chu. Bắt đầu. Loạt phim Cướp Biển Vùng Caribe lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm nào? Em xin chọn là 2002. Chốt. Chốt luôn. Chốt. Vâng. Và với sự chốt của Bảo Chu, 2002. Đúng rồi. Và đây là một đáp án sai. Rất tiếc. Và Nguyên Bảo sẽ có 15 giây để trả lời câu hỏi này. Nếu đúng, em sẽ có 2 triệu từ số tiền của Bảo Chu đang có. 15 giây bắt đầu. 203. 203 chốt. Chốt. 203 là một đáp án đó. Chính xác, chúc mừng. Tại vì 204, 205 là không thể. Đúng rồi. Đó chính là 2003. Và chúng tôi phải trích 2 triệu từ số tiền của Bảo Chu đang có tặng cho Nguyên Bảo. Mời 4 bức hình của Nguyên Bảo nè. Trời ơi, trời ơi. Bức hình đầu tiên là Bảo đi đi Úc Sydney vào năm 2019. Rồi dân giả hơn tí xíu thì đây là bức hình khoảng năm 2019. Là cái kỳ này là cái người đội nón là diễn viên Lê Hiền. Còn cái hình ở bên đây là chị anh Lan Dũng hả? Và chị Hoàng. Là cái lúc này là đóng phim là năm 2020. Là lúc này là Bảo tham gia cái phim Giọt Máu Vô Hình. Và wow, nguyên quá trình xuyên suốt là tầm 3 tháng quay phim là ngày nào Bảo cũng quay. Tại vì đây là hai nhân vật sinh đôi.
anh và em, hai anh em đấu đá với nhau. Đặc biệt là những cái cảnh mà hai người đối diện với nhau. Quay cực lắm, một phân đoạn thôi, quay khoảng nửa ngày. Vậy thì bạn có muốn chọn bức hình này luôn không? Em chọn bức hình đó. Một vai diễn rất đáng nhớ của Huyên Bảo. Bức hình số 3. Chúng ta sẽ có 45 giây. Bắt đầu. Nam diễn viên Phạm Trung Dũng lần đầu tiên chiến thắng hạng mục nam diễn viên điện ảnh, phim truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng năm 2018 với bộ phim nào? Gạo nếp gạo tẻ, đúng rồi. Cũng khá là nhiều vai. Gạo nếp gạo tẻ. Dạ. Gạo nếp gạo tẻ chốt. Chốt luôn. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là gạo nếp gạo tẻ. Chúc mừng ạ. 2 triệu đồng nữa thuộc về Nguyên Bảo. Và bây giờ em đang có tới 11 triệu lần nha. Rồi, xin mời ba bức hình. Vì chắc là Bảo Chu sẽ chọn tấm hình về cái show thời trang của bạn Nguyễn Minh Công. Và 45 giây bắt đầu. Thanh Hằng lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh nào? Có thể là liên quan tới người mẫu chẳng hạn. Dạ đúng rồi. Rất là lâu và rất thành công của chị. Đúng rồi, đúng rồi. Có một cái phim về người mẫu. Rất thành công. Không nhớ nổi tên. Liên quan tới đùi hả? Chân ạ. Những cô gái chân dài. Đúng rồi. Chân. Những cô gái chân dài chốt. Và với cái đáp án mà lóe lên là những cô gái chân dài đã mang về cho Bảo Chu thêm 2 triệu đồng nữa. Chúc mừng. Bye bye bye. Chính xác. Lượt thi đấu cuối cùng thuộc về Nguyên Bảo. Xin mời. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình đã chọn nghề. Đúng rồi, Bảo muốn chọn cái gì đó đi đơn giản tí xíu. Bây giờ mình về tới Bến Tre đi. Rồi, 45 giây trả lời. Quý quá. Bắt đầu. Trong truyện Cổ Tích Tấm Cám, dì ghẻ đã hứa thưởng cho Tấm và Cám thứ gì nếu bắt được tôm tép đầy giỏ? Áo yếm. Chốt. Chốt không ạ? À? Chốt. Chốt ạ? À? Em chốt giùm thời gian ạ. À. Và đây là một đáp án. Xém đúng. Xin mời 15 giây của Bảo Chu. Bạn biết thiếu gì không? Thiếu gì ạ? Thiếu cái màu. Đó. Áo yếm đỏ. Dạ, yeah, chính xác chứ. Quý vị thân mến, kết thúc vòng thi đấu thứ hai và tỷ số hiện nay như sau. Bảo Chu đang lấy được 2 triệu từ tiền lì xì, cũng không có được vui vẻ lắm đó bạn mình. Học quá. Bảo Chu đang có 6 triệu đồng. Và Nguyên Bảo vẫn chắc chắn bước vào vòng sau của chương trình với giá trị tiền thưởng bạn đang có là 9 triệu đồng. Mời em có một đôi điều chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả thông qua chương trình này ạ. Khi mình đến đây mình mới thấy là thật sự là mình đang được gợi nhớ lại những kỷ niệm rất là đặc biệt. Ví dụ như cái vai Jack Sparrow kia. Và thật sự là cảm ơn chương trình đã là một cái cầu nối, kết nối cho khán giả hiểu thêm về nghệ sĩ và các nhân vật của chúng tôi, những khách mời đặc biệt. Và chúc cho chương trình ngày sẽ càng có nhiều khán giả hơn nữa. Quý vị thân mến, và chúng ta phải tạm chia tay với Bảo Chu tại chương trình này ở đây. Nhưng mà chắc chắn rồi sẽ gặp gỡ anh ấy với sự nghiệp nghệ thuật của mình chứ đúng không ạ? Dạ. Và vòng 3, vòng đặc biệt của chương trình với tên gọi Kiếp Bất Ngờ. Xin mời. Chúng ta đã quay trở lại và đây là Kiếp Bất Ngờ, vòng đặc biệt của chương trình. Vòng 3 sẽ có 2 mốc thời gian để người chơi vượt qua. 60 giây đầu tiên, người chơi sẽ phải trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm để lật mở lần lượt 10 mảnh ghép đang ẩn chứa một hình ảnh lớn, gợi nhớ ký ức của chính người chơi. Trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi thì bấy nhiêu mảnh ghép gợi ý sẽ xuất hiện. Trả lời sai hoặc không trả lời kịp câu hỏi thì những mảnh ghép đó sẽ bị khóa lại. 30 giây tiếp theo là thời gian để người chơi nhìn vào hình ảnh lớn đằng sau những mảnh ghép đã được lật mở và trả lời câu hỏi đặc biệt của chương trình. Nếu trả lời chính xác câu hỏi đặc biệt, người chơi sẽ nhận được 20 triệu đồng. Nếu trả lời sai, người chơi sẽ chỉ nhận được về tổng giá trị tiền thưởng cả 2 vòng chơi đầu tiên. Và bây giờ 60 giây, 10 câu hỏi, bắt đầu. Trộn màu xanh da trời với màu đỏ sẽ được màu gì? Xanh lá, tím, cam. Tím. Chính xác. Chùa Dơi là địa danh nổi tiếng ở tỉnh nào của nước ta? Sóc Trăng. Chính xác. Ca khúc Áo Mới Cà Mau là sáng tác của nhạc sĩ nào? Thanh Sơn. Thanh Sơn. Thanh Sơn, chính xác. Linh vật chính thức của World Cup 2022 tại Qatar tên là gì? A chưa chính xác. Tên gọi khác của hát ca trù là gì? A hát cô đầu, B hát dạo, C hát chầu văn. Hát chầu văn. Chưa chính xác. Địa danh nào là cảm hứng cho tác phẩm Đôi Mắt Pleiku của nhạc sĩ Nguyễn Cường? A Hồ Lắc, B Hồ Tây Ninh, C Hồ Tây Ninh. Chính xác. Tính năm 2022, đồng tiền nước nào có giá trị nhất khu vực Đông Nam Á? Singapore. Chính xác. Trong hàm răng con người răng nào mọc muộn nhất? Răng khôn. Chính xác. Elvis Presley được mệnh danh là ông hoàng của thể loại nào? Rap. Chưa chính xác. Rất tiếc là rock and roll. Bạn chỉ có 30 giây để trả lời mà thôi. Trong 30 giây hãy cho mình sự đáp án cuối cùng của bạn nhé. 30 giây bắt đầu. Có bao nhiêu học sinh nữ trong bức hình trên?
Mời đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thì nó rơi vào khoảng tầm 12 đến 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mà hoặc 14. Xa quá thì không tới, thì tới gần là tầm, đếm. Tầm 10, 12, 12. Chốt con số đi ạ. 12. Chốt ạ. 12 chốt. 12 chốt ạ. Và bây giờ mình sẽ mở số 5 nhé, để xem là có thêm ai nữa hay không nhé. 12 là con số của Huy Bảo lựa chọn, chỉ nhỉnh hơn những gì mình đang thấy trên bức hình. Trời, này một người thôi. Số 5 trả lời đúng hết và số 5 trả lời không được. Số 5 mở. Và đó chính là 13 bạn. Rất tiếc chỉ sai một con số thôi. Trời ơi, chỉ có lệch một nút, một bạn thôi. Không sao, qua đây với anh. Ok. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại vòng 3 tại đây. Nguyên Bảo cũng chưa chinh phục được giải thưởng 20 triệu đồng, cho nên bạn sẽ ra về với giá trị qua 2 vòng thi là 9 triệu đồng. Em muốn nói gì với chương trình này? Thứ nhất là mình rất thích chương trình này. Vì nhiều kiến thức và nhiều điều bất ngờ đối với mình. Có những cái tấm hình thật sự, nếu như mà điển hình như cái tấm hình ở vòng cuối đi, nếu như mà chương trình không đưa ra thì mình cũng nhiều khi mình bị quên. Cảm ơn em. Dạ. Chúc mừng Bảo đã chiến thắng hai đối thủ của mình, đúng không? Và xin được cảm ơn tất cả những nghệ sĩ khi đến đây, họ đã truyền tải rất nhiều năng lượng, nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười và nhiều kiếp bất ngờ dành cho chương trình này. Còn tất cả quý vị khán giả thì sao? Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc nhé. 20:30 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Còn bây giờ, Minh Dù, Nguyên Bảo xin chào và hẹn gặp lại.